anh em có mà. Anh đi như nào xem xoay hết. Thế này, tao hành trình em có mà. Vẫn đang nhập làn theo con xe này bình thường, không hề lách, không hề. Thì đây em vẫn đang nhập làn của em bình thường, không hề che lấn gì hết. Rồi nhá. Đấy, ông ấy móc của em, ông đi lên mà ông vẫn còn bảo là đấy nhá, chị xem đi cho nó cụ thể nhá, đừng bảo em đẩy xe nhà chị. Sao có di chuyển gì nữa, cứ dừng ở đây đó. Không, dừng ở đây thôi nè.